Vầng mây u ám chờ một tia nắng, nỗi buồn xa vắng chờ vòng tay ấm, nỗi đau trong lòng vẫn mang âm thầm chờ một tiếng yêu. Vầng dương đưa lối vượt qua đêm tối, một bàn tay ấm tựa ngàn tia nắng, hãy mang trong đời tiếng yêu con người sẽ chia khó khăn. Bạn sẽ thấy như một phép màu, xung quanh ta không còn khổ đau, cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau. Và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Vầng mây u ám chờ một tia nắng, nỗi buồn xa vắng chờ vòng tay ấm, nỗi đau trong lòng vẫn mang âm thầm chờ một tiếng yêu. Vầng dương đưa lối vượt qua đêm tối, một bàn tay ấm tựa ngàn tia nắng, hãy mang trong đời tiếng yêu con người để niềm đau lắng rơi. Bạn sẽ thấy như một phép màu, xung quanh ta không còn khổ đau, cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau. Và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Đem yêu thương nhân khắp thế gian, cho muôn nơi không tiếng oán than, cho em thơ vui tiếng hát vang, chào một ngày mới. Chờ một ánh nắng mai, và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Chào dần trong trái tim mọi người. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, xin cảm ơn quý vị khán giả. Vũ Minh Cường và Thùy Linh hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo lần thứ 13 năm 2019.
Xin được cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng Vũ đoàn Hải Âu với ca khúc mở màn vừa rồi, ca khúc Phép Màu, một sáng tác của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở toàn đảng, toàn dân chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh. Bản thân Bác luôn làm gương, kháng chiến gian khổ, thiếu thốn, mỗi tuần Bác vẫn nhịn một bữa, góp vào hũ gạo kháng chiến. Bác cũng chính là người sáng lập, đồng thời là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Hồng Thập Tự Việt Nam, tiền thân của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Thưa quý vị, vào năm 2019, thì Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã đề ra chương trình hành động với chủ đề Kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Vâng, kết nối, sẻ chia và lan tỏa những việc làm cụ thể, tránh hình thức. Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ thực sự là một tuyên truyền viên nhiệt tình và hiểu biết của hội. Và mục tiêu của những hoạt động trong tháng nhân đạo năm nay là trợ giúp thành công cho khoảng 100.000 người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc hóa học, và trên hết là hướng tới nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ đảng viên cũng như là đông đảo tầng lớp nhân dân. Và kính thưa quý vị, hơn 10 năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Nam, Công viên Văn hóa Đầm Sen cùng phối hợp tổ chức chương trình Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo năm 2019 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Thưa quý vị, và đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo đã được tổ chức nhiều năm, trở thành thông lệ tốt đẹp, việc làm đầy tính nhân văn. Và cùng đi với chúng ta ngày hôm nay là những nạn nhân vẫn mang trên mình những di chứng nặng nề, đau đớn của chất độc da cam. Tuy nhiên, trên môi họ vẫn nở một nụ cười và chính họ đã mang đến một thông điệp, đó là đầy nghị lực, biết vượt qua khó khăn về bệnh tật để thực hiện khát vọng sống của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía tất cả quý vị và các bạn cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo. Mọi tổ chức, cá nhân ủng hộ xin liên hệ ủng hộ trực tiếp tại Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Điện thoại 08383257293925562663925093 39255626 39250938. Email hội chữ thập đỏ thành phố avongyahoo.com hoặc hội chữ thập đỏ avongthanphohochiminh.gov.vn. Và tài khoản tiếp nhận, tên tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 11100061808 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là chúng ta có hai cách để mà hỗ trợ ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam cũng như là người khuyết tật nghèo. Một đó là quý vị có thể ủng hộ trực tiếp tại hai thùng phiếu này, hoặc là quý vị có thể ủng hộ qua địa chỉ là Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Điện thoại là 0838325729 39255626 39250938. Phát là 02-38-332-885. Địa chỉ email là hội chữ thập đỏ amoc@thanphohochiminh.gov.vn. Tài khoản tiếp nhận, tên tài khoản là Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 11100066108 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả số tiền hảo tâm của quý vị đóng góp sẽ được đưa vào quỹ hoạt động Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh để chung tay góp sức giúp đỡ những người khuyết tật nghèo, những nạn nhân chất độc da cam còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn những con người giàu lòng trắc ẩn. Chúng tôi tin chắc rằng ngày càng sẽ có nhiều những số phận, những cảnh ngộ được giúp đỡ, những gia đình thoát nghèo, những nỗi đau được sẻ chia. Thưa quý vị, và đến tham dự trong chương trình nhiều ý nghĩa này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó trưởng Ban Dân tộc Thành ủy. Trân trọng giới thiệu ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến tham dự chương trình đi bộ sáng nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động Tạ Thị Chung.
Chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp mạnh thường quân ủng hộ tổ chức chương trình, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hồ Chí Minh và gần 5.000 người thuộc các đơn vị trung ương và thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia đi bộ trong chương trình hôm nay. Một lần nữa hân hoan chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung hội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, các nhà doanh nghiệp, nhà tài trợ chương trình. Kính thưa toàn thể các tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, Ban tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo lần thứ 13 năm 2019. Tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, thành phố, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà tài trợ, quý vị đại biểu và hơn 5.000 tình nguyện viên ở các cơ sở hội, các cơ quan đơn vị đã quan tâm hưởng ứng tham gia đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo khó khăn lần thứ 13 năm 2019, thể hiện rõ nét hơn sự yêu thương, nghĩa tình của người dân thành phố đối với hoạt động nhân đạo xã hội do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tổ chức và là tháng hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10 tháng 8 do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2019. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đại biểu, chiến tranh đã lùi xa nhưng thảm họa da cam cách đây 58 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2019 vẫn còn gây ra hậu quả nặng nề lâu dài. Chất độc da cam đã tác động xấu, ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người, khiến 4 triệu 800 ngàn người Việt Nam bị phơi nhiễm, hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết hoặc đang vật lộn với khổ đau, bệnh tật, hiểm nghèo. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, trong thời gian qua, cùng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã có nhiều nỗ lực quan tâm, đầu tư nhằm góp phần từng bước tham gia phục hồi chức năng và đảm bảo chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ giao thông công cộng, v.v. Hỗ trợ sinh kế, trong đó tập trung hỗ trợ, hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh, trợ vốn ưu đãi, hỗ trợ xa lắc, xa lăng, hỗ trợ cây giống, con giống và vận động xây dựng nhà, sửa chữa nhà, xây dựng nhà, vận động trợ cấp học bổng, học tập, trị giá 10 tỷ đồng. Góp phần giảm bớt đau thương cho nạn nhân và gia đình của nạn nhân da cam, người khuyết tật. Tuy nhiên, do tác hại của chất độc da cam và sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của nạn nhân da cam và người khuyết tật, nên rất cần sự chia sẻ quan tâm của đặc cộng đồng xã hội bằng tình thương, trách nhiệm, nghĩa tình, hành động thiết thực, tạo sự kết nối, sẻ chia, lan tỏa trên tinh thần nhân đạo và ý nghĩa nhân văn dành cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, tôi trân trọng cảm ơn các tập thể cá nhân đã có nghĩa cử cao đẹp đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố chăm lo nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, các gia đình nghèo khó khăn trong và ngoài thành phố. Tôi tin tưởng sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ bằng mọi hình thức trực tiếp, gián tiếp dành cho nạn nhân da cam, người khuyết tật không may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Nam, Công viên Văn hóa Đầm Sen và các đơn vị liên quan đã phối hợp để liên tục tổ chức chương trình. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố và các tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ của các quận huyện, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã có mặt đông đủ để cùng đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật lần thứ 13 năm 2019. Thay mặt những người tham gia chương trình, xin gửi lời tri ân, lời chúc sức khỏe đến những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hiện đang sinh sống tại thành phố và mong muốn các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật luôn sống khỏe, sống vui, vượt lên chính mình. Cũng nhân dịp này, tôi cũng đề nghị và kêu gọi các đại biểu hưởng ứng cuộc vận động không xả rác, vứt rác bừa bãi do thành phố phát động bằng cách giữ gìn vệ sinh suốt trong quá trình tổ chức để chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật lần thứ 13 năm 2019 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Trường Sơn và xin được mời ông sẽ nắng lại sân khấu. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Cao Cường, đại diện ban tổ chức, sẽ lên trao tặng quỹ hoạt động cho Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh 100 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời ông. Dạ vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Cao Cường. Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Trường Sơn. Thưa quý vị các bạn, và ai đó đã ví rằng là cuộc đời như là một vườn hoa đầy màu sắc và mỗi người chúng ta là một bông hoa. Chính việc làm tốt đẹp đã tạo nên sắc hương cho vườn hoa xinh đẹp ấy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đầy ý nghĩa, đó là Sống Như Những Đóa Hoa, và cùng chào đón sự hiện diện của nhóm ca nữ Mắt Ngọc. Chuyện của cuộc đời riêng tôi.
Xin được cảm ơn nhóm Mắt Ngọc với ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa, một sáng tác của Tạ Quang Thắng. Thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay thì ban tổ chức sẽ dành gửi tặng một số phần quà để san sẻ động viên cho những nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo. Và bây giờ thì trân trọng kính mời các đại diện của các gia đình sẽ tiến lên sân khấu. Dạ, có thể. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Trần Quang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trân trọng kính mời bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Trọn Lành, Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long. Xin được trân trọng kính mời Á hậu doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Đại sứ Nhân ái Hội Chữ thập đỏ. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Công đoàn Kinh mua sắm tại nhà VGS Shop, sẽ lên trao tặng những phần quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị và ban tổ chức rất là mong muốn là những phần quà ý nghĩa này sẽ chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả của các gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo trong cuộc sống, và sẽ là một động lực, một cái lời động viên để cho giúp cho các gia đình sẽ luôn vươn lên trong cuộc sống, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, rõ ràng là chúng ta đang thấy là những phần quà đang được trao tận tay cho những đại diện của các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Và mình cũng cảm nhận rất là rõ niềm vui trên gương mặt của họ. Và đây sẽ là những món quà tiếp thêm lửa cũng như là tiếp thêm động lực cho tất cả những nạn nhân chất độc da cam, để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống và sống ngày một tích cực và ngày một yêu đời hơn. Thưa quý vị, và chúng ta cũng có thể thấy là lãnh đạo thành phố và lãnh đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đến tận nơi có đại diện của gia đình nạn nhân chất độc da cam cũng như là người khuyết tật nghèo để trao những phần quà rất có ý nghĩa này. Và trong suốt thời gian vừa qua thì chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo đã trở thành một thông lệ rất là tốt đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn, cần được lan tỏa rộng và sâu trong cộng đồng. Và chương trình ngày hôm nay còn ý nghĩa hơn nữa khi được diễn ra vào ngày 10 tháng 8 là ngày Da Cam Việt Nam, một hoạt động vô cùng ý nghĩa để chúng ta hướng tới những nạn nhân của chiến tranh, những nạn nhân chất độc da cam. Và chính vì vậy, thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất mong nhận được những sự sẻ chia, những tấm lòng hảo tâm từ phía các mạnh thường quân cũng như là tất cả quý vị và các bạn, để có thể một phần nào đó xoa dịu đi nỗi đau da cam của tất cả những nạn nhân chất độc da cam có mặt trong chương trình ngày hôm nay nói riêng cũng như là tất cả những nạn nhân chất độc da cam nói chung. Thank you.
Thưa quý vị, và chúng tôi nhận thấy những hình ảnh vô cùng xúc động là các lãnh đạo thành phố và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã đến tận nơi, đã có những cái nắm tay rất là ấm áp chân tình để dành gửi tặng cho đại diện các nạn nhân chất độc da cam cũng như là những người khuyết tật nghèo. Và hy vọng từ những nắm tay đó, những chia sẻ ân tình đó sẽ giúp cho họ có thêm niềm vui, thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống nhiều khó khăn. Và bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời lãnh đạo của Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương, lãnh đạo của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và lãnh đạo thành phố, chúng ta cùng quay trở lại với vị trí để chụp hình lưu niệm, để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và đầy xúc động này với những đại diện nạn nhân chất độc da cam và khuyết tật nghèo. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để ghi nhận những tấm lòng, thưa quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Trân trọng cảm ơn đại diện của các gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo. Trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được rất nhiều các đơn vị cá nhân cùng đồng hành với hội để chăm lo cho những nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo. Và chính họ đã đóng góp rất nhiều cho chương trình Đi Bộ ngày hôm nay. Và để tri ân tấm lòng thân ái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, và bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trao thư cảm ơn và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có đóng góp vào thành công của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi trân trọng kính mời đại diện của các đơn vị tài trợ tiến lên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may thương mại Tấn Minh. Trân trọng kính mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên. Trân trọng kính mời đại diện của ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn Indovina Bank, đại diện của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Xin được trân trọng kính mời đại diện Hưng Lộc Phát Corporation. Xin được mời đại diện công đoàn cơ sở Tổng công ty hàng không Việt Nam khu vực miền Nam. Xin được mời đại diện công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA. Xin được mời đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc. Và xin được mời đại diện công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh. Trân trọng kính mời đại diện công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Lê Hoàng Lan, phó tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc. Trân trọng kính mời công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Trân trọng kính mời công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Sài Gòn. Trân trọng kính mời công ty cổ phần nước Hoàng Minh. Trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sàn giao dịch bất động sản Nam Long. Trân trọng kính mời tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư Baytech. Trân trọng kính mời kênh truyền hình mua sắm tại nhà VSG Shop. Và một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, và bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trao thư cảm ơn và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị đã có đóng góp vào thành công của chương trình hôm nay.
Vâng, một lần nữa thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả các đơn vị doanh nghiệp đã cùng đồng hành với chúng ta với chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Và xin được trân trọng cảm ơn bà Võ Thị Dung. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Quốc Hùng. Và tiếp theo, xin trân trọng kính mời các đơn vị sau đây lên sân khấu nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời đại diện Hội Chữ Thập Đỏ quận 1, Hội Chữ Thập Đỏ quận 2, Hội Chữ Thập Đỏ quận 3, Hội Chữ Thập Đỏ quận 4, Hội Chữ Thập Đỏ quận 5, Hội Chữ Thập Đỏ quận 6, Hội Chữ Thập Đỏ quận 7, Hội Chữ Thập Đỏ quận 8, Hội Chữ Thập Đỏ quận 9, Hội Chữ Thập Đỏ quận 10, Hội Chữ Thập Đỏ quận 11, Hội Chữ Thập Đỏ quận 12, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thạnh, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Tân, Hội Chữ Thập Đỏ quận Tân Phú, trân trọng kính mời ạ. Hội Chữ Thập Đỏ quận Tân Bình, Hội Chữ Thập Đỏ quận Phú Nhuận, Hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức. Trân trọng kính mời Hội Chữ Thập Đỏ quận Gò Vấp, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bình Chánh, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Củ Chi, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nhà Bè, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hóc Môn và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cần Giờ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phượng Trưng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Và xin được trân trọng kính mời bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lên sân khấu để trao cờ cho các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Và xin được trân trọng kính mời bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, và những lá cờ lưu niệm này như là một lời gửi gắm, một sự ghi nhận những thành tích đóng góp trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để ghi nhận. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, trân trọng cảm ơn đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ của 24 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Xuyên qua khung cửa màu xanh, bước xuống phố một ngày đón gió trong lành, nghe vang lên thanh âm khúc hát yên bình. Và tôi đã thấy yêu thương dâng tràn trong mắt, xin những âu lo ngày buồn qua mau, nơi xa xăm dấu chôn kỷ niệm, gọi những yêu thương tìm về. Cho tôi mơ những thiên đường đã mất, bằng những con tim sẻ chia, gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc như đang tìm về. La 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 la.
ta nghe ngày nắng hồng về, xuyên qua khung cửa màu xanh, bước xuống phố một ngày đón gió trong lành, nghe vang lên thanh âm khúc hát yên bình. Và tôi đã thấy yêu thương dâng tràn trong mắt, xin những âu lo ngày buồn qua mau, nơi xa xăm dấu chôn kỷ niệm, gọi những yêu thương tìm về. Cho tôi mơ những thiên đường đã mất, bằng những con tim sẻ chia, gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc như đang tìm về. Dù cuộc đời có sóng gió bao bùng, ngày chi ban hỡi bên nhau một lòng, gieo mầm xanh cho trời non, gieo tình thương cho đàn em, gieo bằng niềm tin tha thiết. Và tôi đã thấy yêu thương dâng tràn trong mắt, xin những âu lo ngày buồn qua mau, nơi xa xăm dấu chôn kỷ niệm, gọi những yêu thương tìm về. Cho tôi mơ những thiên đường đã mất, bằng những con tim sẻ chia, gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc như đang tìm về. Gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc đang ngập tràn nơi đây. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phương Hùng và nhóm múa Hải Âu. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, chúng ta sẽ kỷ niệm đúng 45 năm đại thắng mùa xuân. Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã chấm dứt, nhưng chất độc da cam để lại trên cơ thể con người vẫn tiếp tục phát tán. Sự hỗn loạn về gen đã gây ra hình thù bất thường cho con người, thần kinh tê liệt và đau đớn triền miên cho thế hệ thứ hai, thứ ba và bây giờ đã là thế hệ thứ tư. Thưa quý vị, và tác hại ấy như là thử thách sức chịu đựng của tất cả chúng ta, thử thách lòng kiên cường của tất cả chúng ta. Hàng ngàn người có mặt hôm nay trong cuộc đi bộ này là câu trả lời cho những thử thách ấy. Và đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt trong buổi truyền hình trực tiếp đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời quý vị đến với vị trí xuất phát. Chúng tôi thấy là quý vị đại biểu cùng đại sứ chương trình đã sẵn sàng. Mời tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị tiến về vị trí xuất phát ngay thời điểm này. Và bây giờ xin được mời các đơn vị chúng ta vào vị trí xuất phát. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát lệnh hiệu lệnh. Và 3 2 1 xuất phát. Thưa quý vị, như vậy là cuộc đi bộ ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, các bạn và chúng tôi đang thấy những niềm vui đong đầy trong ánh mắt nụ cười của mọi người. Những người khuyết tật ngồi trên xe lăn, họ đang cố gắng để cùng đồng hành với những người tham gia trong cuộc đi bộ. Và họ tới đây tham gia đi bộ không chỉ vì bản thân mình, mà còn thay mặt cho những người bị nặng hơn không thể tham gia. Và hơn hết, họ còn muốn biểu lộ quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, cố gắng hòa nhập cùng cộng đồng. Và kính thưa quý vị, sự cố gắng của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt kết quả đáng mừng. Nhiều gia đình có con em bị nhiễm chất độc da cam dioxin được giúp đỡ cả về vật chất và động viên về tinh thần. Nhiều người khuyết tật đã có thể tự lo cho bản thân mình, tự lực mình vào những đồng vốn được giúp đỡ. Họ có thể học nghề, học những kỹ năng sống để trở thành những con người đầy tự tin, dũng cảm vượt qua khó khăn. Thank you.
Hội Hồng Thập Tự, tiền thân của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, đã được thành lập gần nửa thế kỷ. Trong những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vẫn kết nối, sẻ chia và lan tỏa, không ngừng nâng cao phương thức hoạt động, hiệu quả công tác tuyên truyền, nối vòng tay lớn từ trong ra ngoài nước, góp phần cùng đảng và chính phủ giải quyết hậu quả chất hóa học đã di chứng đến đời thứ tư. Một trong những đơn vị tiên phong trong tổ chức thực hiện những nhiệm vụ tích cực và hiệu quả các hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đề ra, phải nói đến đơn vị Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh. Những phong trào, cuộc vận động lớn của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh như mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, nghĩa tình mùa xuân, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, qua 14 năm tổ chức cuộc đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo thường niên, những vòng tay lớn được kết nối, những trái tim nhân ái ngày càng hòa chung một nhịp. Hàng năm, trên một số tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người xuống đường hưởng ứng cuộc đi bộ do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cán bộ hội, tình nguyện viên cả trong và ngoài nước, những nạn nhân, tất cả họ đi bên nhau, đông dần lên, truyền cho nhau sức mạnh và niềm tin. Cũng bằng ấy năm, nạn nhân của chất độc hóa học được quan tâm hàng đầu. Đi bộ thực sự trở thành nhịp cầu nhân ái để hàng triệu người thấu hiểu, cảm thông và tiếp sức cho những người đau khổ, kém may mắn. Đây cũng là dịp để người ta thấy được nghị lực của những người biết vượt qua nỗi đau, qua số phận để tiếp tục sống. Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất là tốt công tác kết nối giữa doanh nghiệp, những cái đơn vị tài trợ để huy động tất cả các những nguồn lực từ cán bộ công nhân viên, từ khách hàng và các đối tác để có thể là mỗi người một chung tay góp một ít để có thể chia sẻ đến những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những cái trường hợp của các nạn nhân chất độc da cam và những người khuyết tật nghèo. Thì đây là lần đầu tiên biết đến cái chương trình vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Thì mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình có một cái cơ hội để được đồng hành và chia sẻ những cái gánh nặng với những cái gia đình của cái nạn nhân này. Thì cảm thấy rằng là cái đơn vị mà Hội Chữ Thập Đỏ này rất là uy tín. Thì mình hy vọng rằng là những năm sau nữa có thể được tiếp tục cùng đồng hành với cái đơn vị Hội Chữ Thập Đỏ này để có thể lan tỏa những giá trị nhân đạo đến với tất cả mọi người. Kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Mỗi bước đi, mỗi bàn tay nắm lấy bàn tay, mỗi ánh mắt nụ cười sẽ là mắt xích bền chắc kết nối cả một cộng đồng, tạo thành sức mạnh. Sức mạnh ấy đủ sức đẩy lùi bất hạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, từ trung ương xuống địa phương tới tận các cơ sở nhân đạo trong cả nước, thì từ các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước tới các hội đoàn thể, ngành ngành chung tay, nhà nhà góp sức, kết quả chúng ta thu được không chỉ là vật chất mà còn là sự xây dựng được ý thức ngày càng tốt hơn. Đó là tinh thần tương thân tương ái, là đạo lý Việt Nam vì nhiễu điều phủ lấy giá gương, vì lá lành đùm lá rách, cùng nhau đối mặt và chiến thắng số phận. Thưa quý vị, những món quà, lời động viên, tình cảm muốn chia sẻ đã được gửi tới đúng địa chỉ. Chúng ta hãy tiếp tục tham gia vào những hoạt động nhân đạo như là cuộc đi bộ ngày hôm nay để cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam, đỡ gánh nặng gian lao cho những người khuyết tật. Và chúng tôi xin được nhắc lại là quý vị có thể ủng hộ người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại ủng hộ trực tiếp tại Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh, số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, điện thoại 0838 325 729, 39 255 626, 39 250 938, số fax 0238 332 885. Email Hội Chữ Thập Đỏ avongthanhphohochiminh.gov.vn và tài khoản tiếp nhận tên tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 11100061808 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị các bạn, và điểm mà chúng tôi cảm động nhất đó chính là những nụ cười của những nạn nhân chất độc da cam và những người khuyết tật nghèo, bởi vì trong hoàn cảnh gian khó nhất, họ vẫn tự tin, lạc quan, yêu đời để có một cuộc sống tốt đẹp.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình của những nụ cười qua phần thể hiện của nam ca sĩ Nam Cường. Nam Cường cùng Vũ đoàn Hải Âu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị. Ta đã thấy trong ánh nắng mai mầm sống tương lai vươn vai lớn dậy. Ta giữ cho trẻ em nụ cười với tất cả tình yêu thương. Mỗi nụ cười là niềm hy vọng, là sức sống cho tương lai sáng tươi. Một niềm tin vào ngày tươi sáng, chữ nụ cười từ đất nước tôi. Mầm non rồi mai này sẽ mang đi cả thế giới nụ cười cùng những khát khao và ước mơ. Cười lên để sáng tươi từ làng quê về phố lớn, tự hào hành trình những nụ cười Việt Nam. Như chiếc xe đi khắp mọi miền, từ Bắc chí Nam mang theo bao ước mơ. Ôi Việt Nam xinh tươi nụ cười rất hiền lành và luôn ấm áp. Chiều nụ cười cùng chung tiếng cười đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Một niềm tin vào ngày tươi sáng, chữ nụ cười cùng chung tiếng cười. Mầm non rồi mai này sẽ mang đi cả thế giới nụ cười cùng những khát khao và ước mơ. Cười lên để sáng tươi từ làng quê về phố lớn, tự hào hành trình những nụ cười Việt Nam. Ta đã thấy trong ánh nắng mai mầm sống tương lai vươn vai lớn dậy. Ta giữ cho trẻ em nụ cười với tất cả tình yêu thương. Mỗi nụ cười là niềm hy vọng, là sức sống cho tương lai sáng tươi. Một niềm tin vào ngày tươi sáng, chữ nụ cười từ đất nước tôi. Mầm non rồi mai này sẽ mang đi cả thế giới nụ cười cùng những khát khao và ước mơ. Cười lên để sáng tươi từ làng quê về phố lớn, tự hào hành trình những nụ cười Việt Nam. Như chiếc xe đi khắp mọi miền, từ Bắc chí Nam mang theo bao ước mơ. Ôi Việt Nam xinh tươi nụ cười rất hiền lành và luôn ấm áp. Chịu nụ cười cùng chung tiếng cười đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Một niềm tin vào ngày tươi sáng, chịu nụ cười từ đất nước tôi. Mầm non rồi mai này sẽ mang đi cả thế giới nụ cười cùng những khát khao và ước mơ. Cười lên để sáng tươi từ làng quê về phố lớn, tự hào hành trình những nụ cười Việt Nam. Non rồi mai này sẽ mang đi cả thế giới
cười lên. Hành trình những nụ cười Việt Nam, hành trình những nụ cười Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn vũ đoàn Hải Âu. Và các khúc tiếp theo Nam Cường xin được gửi tặng đến tất cả quý vị trong một buổi sáng đẹp trời như thế này với một chương trình đầy ý nghĩa. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí được mang tên Xin Chào, Xin Chào. Tôi nghe như được trong nắng mai rạng cười, tiếng trời đùa trong ánh rừng hồng ban mai cho ngày mới. Tôi nghe như được trong nắng mai xanh người, tiếng chim đùa trong ánh rừng hồng ban mai cho ngày mới. Và tôi lên mình đi theo những con đường, đường đông vui người người chen lối. Và tôi ghé vào một quán vắng bên đường, dành cho tôi một ly cà phê chào buổi sáng. Xin chào phố phường quen cho những con đường, có bao người bạn bè thân mến vui con phố. Xin chào nơi quán quen một sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chú xe ôm được người thân quen đâu con phố. Xin chào em sáng nay giang hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến với người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi nụ cười thân ai đã thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên đi vừa đến ngày mai rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen cho những con đường, đã thế tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen một sớm tôi ngồi, có một người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen rồi đi vắng. Vẫn là em sáng nay giang hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Mọi người cùng vỗ tay với Nam Cường đúng không ạ? Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến với người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Vẫn ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi nụ cười thân ai đã thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên đi rồi đón ngày mai rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen cho những con đường, đã thấy tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen một sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen đâu con phố. Xin chào em sáng nay giang hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Chào phố phường quen chào những con đường, có bao người bạn bè thân bên đâu con phố. Xin chào nơi quán quen một sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân bên vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chú xe ôm đâu cười thân quen rồi đi vắng. Vẫn là em sáng nay giang hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Vẫn là em sáng nay giang hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Xin chào. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Nam Cường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì đoàn người đi bộ cũng đã xuất phát được hơn một nửa thời gian rồi và cũng đang tiếp tục hành trình đi bộ của mình trên tuyến đường đi bộ. Và có thể thấy là cảm xúc của họ lúc này cũng đang rất là phấn khởi để có thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Và điều đặc biệt nữa là chúng tôi thấy là trong đoàn người đi bộ đó có
rất là nhiều lứa tuổi, những người lớn tuổi thì họ tham gia đi bộ để một lần nữa nhìn lại quá khứ. Đó là những năm tháng chiến tranh mà họ đã trải qua trong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình. Đó là hình ảnh những làn khói trắng của chất độc chết người bay là trong không trung, hủy diệt những cánh đồng, đồng lúa, cánh rừng. Đó là những hình ảnh đau xé lòng khi mà những đứa trẻ được sinh ra trong hòa bình, nhưng di chứng chiến tranh vẫn còn hiện rõ mồn một. Và tham gia đi bộ ngày hôm nay thì còn có các thế hệ trẻ, và khi họ chào đời thì chiến tranh đã qua từ rất là lâu, và có thể là họ sẽ không cảm nhận được hết sự đau thương mất mát của chiến tranh gây ra, nhưng họ biết rất rõ rằng nỗi đau nào cũng sẽ lắng dịu khi mà được sẻ chia, được giúp đỡ. Vì vậy đi trong dòng người ngày hôm nay, họ cảm nhận được ý nghĩa của lòng tốt và tình yêu thương. Thưa quý vị, và những khẩu hiệu của đợt vận động tháng nhân đạo này, đó là mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi. Và đặc biệt chủ đề hành động năm 2019 mang tên là kết nối, sẻ chia và lan tỏa, đã tạo nên một đội ngũ những người làm công tác từ thiện chuyên trách và không chuyên ngày một đông đảo và tích cực hơn. Và đặc biệt là còn có những người âm thầm làm công việc đầy tình người này chỉ vì một điều giản dị, muốn tới với những đứa trẻ hàng ngày để được chăm sóc chúng, mọi cách làm dịu nỗi đau quá sức chịu đựng của chúng. Và ngay bây giờ đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Gần 30 năm trôi qua, kể từ khi cuộc phẫu thuật nổi tiếng tách rời cặp song sinh Việt Đức thành công vang dội ở Bệnh viện Từ Dũ, Nguyễn Đức đã là người đàn ông của một tổ ấm với vợ và hai đứa con lành lặn, xinh xắn. Để vượt lên số phận, anh theo một lớp tin học để đền đáp công ơn tái sinh, không muốn rời xa nơi mình đã qua một thời thơ ấu. Anh xin trở lại làm việc trong làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Với anh thì sau năm 1988 trại ca mổ đó, thì anh đã được sống ở đây cho đến năm 2007. Và sau khi mà học xong, bất cứ ước nguyện của mình là muốn mong quay về làm một cái công việc đơn giản cho làng Hòa Bình để giúp đỡ lại cho các bé, thì anh đã được má Phượng cho đồng ý làm ở làng Hòa Bình để phụ trách về đối ngoại cũng như là các loại mà thủ tục công văn cho bệnh viện. Và bây giờ thì hiện nay thì mình đang là giám đốc của một cái hiệp hội lớn ở Nhật, cũng là chịu trách nhiệm về phụ trách cho cộng đồng xã hội, nhưng mà chỉ chuyên về của Việt Nam và Nhật Bản thôi, phụ trách về đối ngoại cũng như là cộng đồng và quan hệ quốc tế và giúp đỡ cho những nạn nhân chất độc da cam trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ký ức của Đức khi nào cũng chứa đầy những hình ảnh của những người đã đưa anh trở lại với cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác, nhưng cũng được yêu thương, được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Đó là má Phượng, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giám đốc Bệnh viện Từ Dũ ngày ấy. Ông ngoại Dương Quang Trung, khi đó là giám đốc Sở Y tế thành phố. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần, phụ trách làng Hòa Bình, và đặc biệt là bác sĩ Tạ Thị Chung, khi đó là bí thư đảng ủy, phó giám đốc Bệnh viện, làng Hòa Bình Từ Dũ. Phải nói là trước năm 89 á, thì các cháu khuyết tật mà cha mẹ không có mang về được thì để ở khoa sơ sinh. Nhưng sau năm 89 chúng tôi vận động được ở bên Đức, người ta cho xây làng Hòa Bình. Thì các cô về làm ở làng Hòa Bình đặc biệt là rất cực khổ. Mà mấy cô rất vất vả. Tại vì mình chăm sóc một đứa bé sơ sinh bình thường á, đã cực khổ rồi. Còn đằng này là những cháu nó không biết gì, hoặc là nó có khuyết tật, nó không có tự chăm sóc nó được gì hết trơn. Ngày đêm các cô chăm sóc nó, lúc ăn, rồi rửa, vệ sinh. Thành ra là những cái công việc phải nói là rất thầm lặng mà các cô làm mấy chục năm nay thì các cô làm rất là chu đáo. Làng Hòa Bình Từ Dũ có khoảng trên dưới 60 trẻ từ 4 tuổi đến 38 tuổi. Nơi đây, một thế giới riêng hết sức đặc biệt. Dị tật của trẻ rất đa dạng, nhẹ nhất là cứng khớp, quặt chân quặt tay, cục tứ chi, đầu to, đầu nhỏ, không có miệng, mặt biến dạng. Tội nghiệp nhất là những em vừa dị tật, vừa thiểu năng trí tuệ, chỉ duy trì đời sống thực vật. Có em 8 tuổi, nhưng chỉ bé bằng một đứa trẻ 9 tháng, lại phải mang trên thân hình yếu ớt ấy một cái đầu quá khổ, gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Không nói, không cười, nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ những từ mẫu áo trắng đã giang tay ôm chúng vào lòng. Năm tháng đi qua, họ đã cho chúng thấy
cuộc đời này không hề quay lưng với chúng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều ba, mẹ mà các em không thể thiếu trong đời. Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần, Trương Thị Ten, Lê Thị Hiền Nhi, Thái Thiên Hương, Đoàn Thị Thanh. Chúng càng không cô đơn khi ngày càng nhiều những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tới thăm, dành cho chúng tất cả vật chất và tinh thần để cùng chúng vượt qua bất hạnh. Những đứa trẻ bệnh nhẹ có thể cắp sách đến trường, nhiều em đạt thành tích tốt trong học tập, hòa nhập cộng đồng. Để có một chỗ đứng hôm nay, tất cả mọi người phải vượt qua muôn trùng khó khăn, các con phải vượt lên cả số phận mình. Quý vị, và chúng ta cũng có thể thấy là trong hành trình đi bộ ngày hôm nay thì tinh thần của các bạn trẻ cũng như là các cô chú lớn tuổi với một tinh thần rất là sảng khoái và một tinh thần rất là hứng khởi để tham gia đến cùng và hoàn thành mục tiêu. Và chúng tôi cũng đã nhận thấy là cũng có các đoàn đã về đến đích rồi. Và trong dòng người đi bộ này thì không chỉ có các cán bộ công nhân viên, các bạn tình nguyện viên trẻ mà còn có đại diện của các đơn vị doanh nghiệp đã cùng hỗ trợ và chung tay với lại chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một đại diện như vậy. Xin chào anh. Tham gia trong dòng người đi bộ ngày hôm nay thì anh có cảm xúc như thế nào và suy nghĩ như thế nào về chương trình ạ? Tôi cảm xúc rất đặc biệt và rất hạnh phúc, và chúng tôi rất thấy chương trình này có ý nghĩa, nên khi mà về đích tất nhiên là nó sẽ có những giọt mồ hôi, nhưng mà đó là những giọt mồ hôi hạnh phúc dành cho chương trình và dành cho cái chủ đề ngày hôm nay của các bạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và khi tham gia chương trình thì anh ngày hôm nay anh mong muốn điều gì ạ? Một điều mong muốn nhỏ thôi là hàng năm sẽ tiếp tục chương trình này được tổ chức để cho mọi người trong cái hoàn cảnh như thế này được hạnh phúc và được đầy đủ những cái gì họ mong muốn. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh, và chắc chắn là như vậy. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được rất nhiều sự chung tay góp sức từ phía các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ cho chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc cùng với nhóm Mắt Ngọc. Xin mời. Ta ngân lên giai điệu yêu thương, hòa cùng giọng hát êm đềm, lưng điêu tâm hồn biết bao lời. Ôi thanh âm miên man cùng đàn ngân vang, dịu dàng từng nốt thăng trầm, cốc phố đang chìm trong lời hát. Em như chim sen ca giữa trời bao la, ngọt ngào hòa vang tiếng hát, thắp sáng hy vọng trong mỗi người. Cho nhau những giai điệu đẹp, cho ta quên hết ưu phiền, vượt qua khổ đau tâm tối. Hát về niềm tin và khát vọng, để ta bước đi trên con đường đời còn nhiều gian khó. Hát về tình yêu luôn cháy bỏng, để trái tim ta luôn luôn mở ra cùng nhau chia sẻ. Ôi thanh âm miên man cùng đàn ngân vang, dịu dàng từng nốt
trăm, câu phố đắm chìm trong lời hát. Ê chim sân ca giữa trời bao la, ngọt ngào hòa vang tiếng hát, thắp sáng hy vọng trong mỗi người. Xin dâng lên cho nhau những giai điệu đẹp, cho ta quên hết ưu phiền, vượt qua khổ đau tâm tối. Cùng nhau chia sẻ, hát về thành phố đầy nghĩa tình, bàn tay nắm tay bên nhau rực say ngày mai tươi sáng. Hát về bài ca cuộc sống này, cùng sát vai nhau ta ca vang lên giai điệu yêu thương, cùng sát vai nhau ta ca vang lên giai điệu yêu thương. Beautiful, 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 beautiful. Hey, vâng ạ, cùng vỗ tay được không ạ? Hey, hey. V Music gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả quý vị có mặt tại buổi sáng ngày hôm nay ạ. Sao như đang mơ, đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thành anh thôi. Let's go. Quên đi tôi hôm qua, mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về, ngày vui cũng theo nhau về. Cuộc sống bông lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, mọi nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Bừng sức sống cháy lên niềm tin. Chào một tương lai trong tươi vui, chào một ngày mai đang trong tôi. Ngày rực rỡ lấp lánh sắc màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. A beautiful life. Hey. La 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 la, la 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 la, la 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 la. A beautiful life. La 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 la, la 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 la, la 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 la. A beautiful life. La 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 la, la 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 la, la 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 la. A beautiful life. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Here we go. A beautiful life. La 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 la
tại sao như đang mơ. Đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày. Có lẽ đã đến lúc phải đổi thành anh thôi. Quên đi tôi hôm qua, mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai. Tiếng hát theo nhau về, ngày vui cùng theo nhau về. Cuộc sống mong lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ lên luôn bên tôi, hòa nhịp từ chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Bừng sức sống cháy lên niềm tin. Chào một tương lai trong tươi vui, chào một ngày mai đang trong tôi. Ngày rực rỡ lấp lánh sắc màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. Hey Fuller. Chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo lần thứ 13 năm 2019 đến đây xin được phép khép lại. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà hảo tâm, các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật đã tham gia và ủng hộ chương trình. Xin được kính chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.